Hồi có thằng con chết rồi thì ngoài ở có mình. Cũng buồn chứ, nhưng mà vẫn nghĩ là mình dáng sống để mình lo cho thằng con chút xíu. Dù là nó chết ngoài cũng phải lo. Nhang khói, nhét nhau cho nó uống, vậy đó. Một thân một mình tự trang trải cuộc sống, bà đã tự bươn chải ở đất Sài Gòn hơn 50 năm qua. Chưa đứng bóng, hàng bánh tay yến của ngoại hoa vẫn còn quá nữa. Bà vẫn ngồi đó, chờ đến người khách cuối cùng mua bánh mới dọn hàng ra về. Kể về bà Hoa, một người con gái tuổi đôi mươi lên Sài Gòn lập nghiệp, sau đó có một người chồng với nghề làm tóc. Cuộc sống hôn nhân gặp nhiều biến cố, bà quyết định ly hôn, một mình nuôi hai con nhỏ. Với nghề làm tóc mà chồng đã dạy, bà có lẽ đã có cuộc sống ổn định ở Sài Gòn. Nhưng theo bà, ly dị chồng, hôn nhân kết thúc, thì cái nghề chồng dạy, bà cũng muốn nó được chôn vùi theo tình yêu của bà. Từ đó bà làm đủ thứ nghề để nuôi sống bản thân và nuôi dạy hai con ăn học. Con nhỏ ngoại đi làm tóc mà con, ngoại xài uống tóc mà. Ngoại lên nhường ngoại làm tới năm 37 tuổi ngoại thôi chồng ngoại bỏ nghề. Tự vì cái nghề này chồng dạy, dù ngoại thôi chồng ngoại bỏ nghề luôn. Bỏ chồng hay bỏ nghề, tại vì cái nghề này chồng dạy mà, bỏ luôn á. Giờ ngoại đi làm mướn cho người ta. Rồi sau người ngoại, con lớn là nó làm nuôi ngoại. Thời gian sau, người con gái về quê lập gia đình, bà ở lại mảnh đất Sài Gòn này với người con trai. Vui vậy cùng con cháu được ít lâu, bà phải ngậm ngùi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khi con bà bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông. Hiện tại, bà ở một mình, hương khói cho người con trai, với nghề làm bánh được truyền từ bà nội. Bà tiếp tục với nghề bán bánh sống qua ngày. Ngoài có thằng con chết rồi thì ngoài ở có mình. Ngoài có đau bao tử không, ngoài nằm nhà thương thôi. Ngoài thay chỗ là 1,5 triệu một tháng. Rẻ mà có cái phòng nhỏ nhỏ đủ ngoài ở. Mỗi lần có thằng con ngoại thì hai mẹ con ở cũng được. Nó đi làm, ngoại đi bán, đâu có ai ở nhà. Rồi bây giờ nó chết rồi ngoại ở mình thôi. Uống nhiều quá, té xe. Nó dạy tự té. Nếu con thì nó buồn, nhưng mà mình nghĩ là ở vậy nó hơi thoải mái hơn mình về quê. Còn đứa con gái nữa, đứa con gái cũng dễ thương lắm. Nó cũng làm nghề uống tóc của con. Vui chứ, ngoại vui chứ, nhưng mà ngoại cũng có một cái nỗi buồn, mất con. Cũng buồn chứ, nhưng mà vẫn nghĩ là mình dáng sống để mình lo cho thằng con chút xíu. Dù là nó chết ngoại cũng phải lo. Nhang khói, nhét nhau cho nó uống, vậy đó. Nói về mong muốn hiện tại, bà nhìn về phía xa, rồi nói không còn muốn gì nữa vì người con cũng đã mất. Hiện bà chỉ sống một mình ngày qua ngày, nhưng vẫn phải ráng sống tiếp để lo hương khói, nước nồi cho con. Bánh tay yến của bà Hoa nổi tiếng ngon nhất vùng, với vị ngọt nhẹ, béo bùi. Bạn sẽ bị lưu luyến mãi hương vị ấy nếu một lần nếm thử. Hay có những hôm nào mệt mỏi, hãy ngồi lại tâm sự cùng với bà, vì bà là cả một tấm gương nghị lực, cố gắng lao động. Theo bà Hoa, dù thế nào đi nữa, bà vẫn muốn tự mình nuôi sống mình, tự lo cho con mà không cần con đáp trả. Địa chỉ của bà đối diện Sài Gòn Square, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1.